Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Ca sĩ Quang Lê bí mật tổ chức đám cưới lần hai với vợ Hoa hậu với quan điểm là một nghệ sĩ thì mang đến cho đời vẻ đẹp của lời ca tiếng hát, nỗ lực cống hiến không ngừng tới khán giả những sản phẩm nghệ thuật tốt nhất là đủ. Quang Lê luôn muốn giữ cho mình khoảng trời riêng về cuộc sống cá nhân, vì vậy anh cũng chưa từng thông báo đến khán giả việc mình đã ly hôn vợ đầu. Với Quang Lê, đám cưới là sự khẳng định cô đã tìm được hạnh phúc mới. Chính vì vậy, cô quyết định thông báo tin vui nho nhỏ này đến với khán giả và mong nhận được sự chia sẻ của khán giả. Tiệc cưới được trang trí bởi hàng nghìn bông hoa hồng trắng tinh khôi. Bên cạnh dàn khách tham dự đông đảo, tiệc cưới còn có sự góp mặt của nam ca sĩ Quang Dũng cùng các nhạc công. Quang Lê sinh ra tại Huế. Trong gia đình gồm 6 anh em và một người chị nuôi, Quang Lê là con thứ 32. Cha Quang Lê là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông đã xuất ngũ trước đó. Và năm 7 tuổi, Quang Lê cùng gia đình vào Sài Gòn để chờ lịch phỏng vấn xuất ngoại theo gia đình sang định cư tại bang Missouri, Mỹ. Nhưng vì thời tiết ở Missouri khá khắc nghiệt nên gia đình Quang Lê đã chuyển đến sống ở thành phố Los Angeles thuộc bang California. Say mê ca hát từ nhỏ và niềm say mê đó đã cho Quang Lê những cơ hội để đi đến con đường ca hát. Quang Lê được đi hát ở các chùa ngay từ khi anh 5 tuổi. Quang Lê được cha mẹ cho theo học nhạc từ năm lớp 9 đến năm thứ 2 của đại học khi gia đình chuyển sang sống ở California. Quang Lê cũng từng thu âm và gửi đi các trung tâm với niềm hy vọng, nhưng thư gửi đi và không thấy hồi âm khiến anh cảm thấy khá thất vọng. Rồi một tia hy vọng xuất hiện, nhờ sự giới thiệu của nghệ sĩ Ngọc Phu, anh tham gia cuộc thi tìm kiếm giọng ca vàng có tên là Gold Singer do ông tổ chức ở Mỹ và đoạt giải. Anh cộng tác với trung tâm ca dao 2 năm, nhưng sự nghiệp của anh vẫn chưa có khởi sắc. Là người sở hữu giọng ca vàng của dòng nhạc Bolero, Quang Lê luôn được khán giả yêu mến với nhiều tình khúc nổi tiếng. Bên cạnh đó, đời tư của anh cũng được nhiều khán giả tò mò. Mới đây, khán giả xôn xao trước một số hình ảnh Quang Lê hôn thân mật cô gái lạ. Trong ảnh, hai người ôm nhau, Quang Lê còn hôn má cô gái này. Người nữ trong ảnh nhanh chóng được xác nhận là hot girl Ivy, từng được biết đến là vợ cũ Hồ Quang Hiếu từ rất lâu rồi. Khán giả luôn quan tâm đến chuyện riêng tư của Quang Lê, nhưng dường như anh vẫn luôn giấu kín. Được biết, Quang Lê lập gia đình vào năm 2000. Anh và người vợ đầu tiến đến với nhau vì hai bên gia đình quen biết từ trước rồi giới thiệu, chứ cả hai cũng chỉ tìm hiểu sơ qua. Sau đó, Quang Lê và cô gái đó đã có một đám cưới khá rình rang tại quê nhà. Quang Lê chia sẻ với phóng viên, tôi lập gia đình vào năm còn rất trẻ, tuổi đó chưa chín chắn, mới 21 tuổi mà lập gia đình thì quá sớm. Thời điểm đó, tôi đang ấp ủ đam mê làm ca sĩ và chỉ muốn đem tiếng hát đến với nhiều người. Lúc sang hải ngoại, tôi biết cơ hội đang đến và đành hy sinh hạnh phúc riêng để theo đuổi đam mê. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi kéo dài hơn một năm rồi đường ai nấy đi. Sau khi chia tay, vợ cũ của tôi đã tái giá, có chồng mới và thêm 4 đứa con. Hiện tại tôi và gia đình vợ cũ vẫn giữ liên lạc, mà cô ấy đang có một mái ấm hạnh phúc nên tôi không muốn công khai tên để tránh làm rối loạn cuộc sống của người ta. Đầu năm 2017, Quang Lê công khai quan hệ tình cảm với hot girl Thanh Bi. Cặp đôi khiến báo chí và khán giả đặc biệt quan tâm khi liên tục có những hình ảnh vô cùng tình tứ. Dù có khoảng cách về địa lý và tuổi tác khá chênh lệch, nhưng cặp đôi vẫn rất hạnh phúc, hòa hợp. Mới đây, chương trình livestream trước buổi diễn Tiếu Phương Hội nhận được sự quan tâm của khán giả. Cuộc trò chuyện của những danh hài Minh Nhí, Thúy Nga, Hoài Tâm cùng với MC Ngọc Hân, Marito khiến khán giả thích thú. Mai Thiên Vân từng gật gù cho rằng người tình sân khấu của mình có duyên ăn nói. Tôi nói thật, anh Quang Lê mà nói chuyện là con kiến cũng phải bỏ ra, ai có tiền trong túi cũng phải móc ra cho anh ấy. Về chính Quang Lê, anh thừa nhận rằng trời cho tôi cái miệng để lấy tiền mà nên phải nói, hay còn lấy tiền thiên hạ chứ, là giọng ca nổi tiếng ở cả thị trường hải ngoại và trong nước. Quang Lê không chỉ đắt show ca hát mà còn là cái tên thường được mời ở các chương trình truyền hình với mức cát xê cao ngất ngưỡng. Thời điểm trước đây, Quang Lê cũng từng gây choáng khi tiết lộ về thu nhập mỗi tháng, nếu ước lượng con số thấp nhất ở thị trường hải ngoại. Và trong nước,
Quang Lê không chỉ đắt show ca hát mà còn là cái tên thường được mời ở các chương trình truyền hình với mức cát xê cao ngất ngưởng. Thời điểm trước đây, Quang Lê cũng từng gây choáng khi tiết lộ về thu nhập mỗi tháng. Nếu ước lượng con số thấp nhất ở thị trường hải ngoại thì mỗi tháng tôi kiếm ít nhất 40.000 đô la, hơn 900 triệu đồng từng có khoảng thời gian nợ nần, nhưng ở hiện tại, khối tài sản mà giọng ca gõ cửa trái tim kiếm về là con số khủng, thể hiện qua những biệt thự tiền tỷ, dàn xe sang thuộc các thương hiệu hàng đầu thế giới, đồ hàng hiệu, đồng hồ, nhẫn kim cương. Đặc biệt, anh sở hữu những căn nhà, xế hộp sang trọng, đắt tiền từ Việt Nam cho tới đất Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.